Đấy. Xin chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh. Ở khu vực này người ta tập trung khá là nhiều này. Ở đây thì toàn dòng châu có những cái cặp sừng rất là nổi trội các bạn. Đây này, đây này. Đấy. Đây, con này cặp sừng cũng khá là to này các bạn này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Wow. Một con trâu phòm sừng móc. Đấy, bản sừng cũng khá là to. Đấy, béo này. Đấy, quan nhìn chưa? Quan sát kỹ nhá, xem con trâu này có cặp sừng đẹp không? Đẹp đấy các bạn. Con trâu thì nó bình thường thôi. Đấy, cũng không phải là dòng to hẳn. Nghe phong phanh là người ta báo là con này là khoảng 45 triệu. Không biết là có phải hay không. Thấy là người ta báo vậy. Nhưng mà có quả cặp sừng to rất là ấn tượng. Nhọn nhỉ, cặp sừng của nó nhọn. Ý, chà chà, cặp sừng này. Cái form này sừng móc ấy bác nhỉ. Còn cái form mà sừng cán hầu thì nó kiểu khác cơ. Đấy, form này là form sừng móc. Ở đằng kia kìa, người ta cũng xem một con trâu rất là to. Ở đằng này này các bạn này. Nói chung là khu vực này, khu vực toàn trâu to thôi. Đây này, mình thấy là người ta tập trung ở đây khá là đông. À, con kia đánh dấu rồi kìa. Đây này, con này này các bạn này. Người ta đang xem con này. Đấy, con này có người mua rồi. Đấy, mọi người đang đứng ở đây rất là đông để xem con này. Wow. Đây. Mình đứng ra đầu đây để quay cho mọi người xem. Wow. Đây là sừng con này cũng đẹp này các bạn ạ. Wow. Con này người nó dài các bạn. Đấy. Nhìn cũng đẹp trâu, ngực lở, mông thon. Đấy các bạn nhìn nhá, nhìn chiều này con này rất là dài trâu nhá. Và ngực nó lở này. Đấy. Lông rậm đen khỏe này và sừng cũng đẹp này. Đấy. Không biết là con này hình như là nghe phong phanh con này người ta báo 6 mấy này. 66 sao? Nhưng mà có người mua rồi, không biết là giá thực tế bao nhiêu. Để tí mình tìm hiểu cho các bạn xem. Wow, các bạn nhìn cặp sừng của nó này. Đấy. Đấy. À, hai con này đứng đây kìa. Đấy, nhìn trông rất là chắc trâu. Nói chung là về cơ bản con này thì khỏe này. Đấy, mua có thể là ví dụ mua về làm trâu, ví dụ mà hai con mà to đều như thế này, cân nặng như nhau, đấy, ngoại hình như nhau thì con này cũng có thể là làm trâu giao lưu với nhau được nhá. Đấy, làm trâu thương phẩm được và làm trâu kéo cũng được. Rất là khỏe. Đấy, cũng không gầy lắm mà cũng không béo hẳn. Nói chung là gọi là có thịt rồi, cổ lên, lông rậm khỏe, sức đề kháng tốt. Wow.
Nói chung là một con trâu ngoại hình về cơ bản là khá là đẹp. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, mọi người đang đứng ở đây bàn tán, không biết là bàn tán cái gì. Mình thì quay ngoại hình chia sẻ cho các bạn xem. Wow. Con này bán rồi mà đứng đây bán cái gì chú? Bán lỗ vốn. À, lỗ vốn á? À. Có mấy 50 triệu mà cho to đùng này. À. Bán có 50 đấy á? Bán có 50 thôi mà. Cháu tưởng là báo 66 cơ mà. Ờ, 50 thôi mà 66 mà ai mua? À. Cho này bán như rẻ như rau. Như rau cải ấy. Con này đẹp nhỉ? Đẹp. Đẹp rồi. Mì vào đến cái thằng chủ nó đòi hơn 60 nhưng mà vào đây nó đây, chủ đây nó bán 50 đây này. Của bác á? À, còn 50 đấy. Bao nhiêu về mà nó bán 50 mà mình đi vào cái thằng chủ chính nó đòi 66 triệu. Và vào làng phải đào 66 ấy nhỉ. Nhưng mà vào đây nó bán có 50 thế mà vào đâu. Âm à? Lỗ à? Ăn đâu mà. Kiểu nó kiểu phải vào trong ra xem. Không có gì ăn rồi. Trâu này to, vành 2m2 ấy. Không có 2m2, có 2m15 ấy. Không, tầm 2m, đúng rồi, tầm 2m10 thôi. Nó không, 200 này cũng hết. Chắc phải trên 200. Đẹp nhỉ? Bị bán mất rồi. Đang kêu lỗ đây, đang ngồi than thở đây, ngắm trâu lần cuối. Bán lỗ. Đến lại thì anh giàu to. Mình cũng không biết được các bạn. Đấy, một con trâu to các bạn. Đấy, ba cái chị bảo là báo là mọi người đang đứng ngắm lại nhìn lần cuối con trâu này. À, con này thật ra là người ta bán với giá là 56 nhé các bạn nhé, chứ không phải là 50. Đấy. Lúc bác ở bên cạnh bác kêu than là bảo 50 nhưng mà không phải, là chính xác là 56 triệu đã bán rồi. Con này rất là dữ. Đứng gần con này con kia, con này cứ huých này, ui cặp sừng này đấy. Thôi, nói chung là người ta bán kiểu gì là cũng phải có lãi thì người ta mới bán. Chứ người ta kêu vậy, gọi là kêu vẫn cứ kêu thôi các bạn. Còn thật ra thì mọi chuyện ở đằng sau thì chúng ta chưa thể biết được. Nhưng mà quan trọng của mình ở đây đấy, thì mình quay chia sẻ cho mọi người xem cái ngoại hình, cái dáng của nó đô cây. Có nghĩa là chắc trâu này, dài trâu này, chắc thịt này, lông rậm này, sừng đẹp này. Và giá hiện tại bây giờ là người ta vừa chốt con này với giá là 56 triệu. Đấy, người ta báo 66 nhưng mà chốt được 56 này. Đấy. 56, con này không biết là rơi mấy tạ nhỉ? Con này khoảng mấy tạ bác? Đến 7 tạ không? Yeah. Không biết. Khó đoán đúng không? Còn là áng áng bình quân thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, người nào mổ thịt người ta chuẩn lắm ấy nhỉ? Mà con này dài trâu nặng đấy. Nhiều thịt đi. Đúng rồi. Không, con này phải tầm 7 đấy. Tầm phải 7 tạ 6 đấy. Không đến á? Thì coi 7 tạ rưỡi đi. 750 cân đi. Nhân với 65. Ôi. Ví dụ như con này mình đang giữ. Con này nó rơi, mình đang đoán là rơi vào tầm 7 tạ rưỡi đi. 7 tạ rưỡi. 750 này nhân với 70 này. Ôi. Thì nó rơi về 75 các bạn. 750 này nhân với 75 đi. Giá 75 hơi đi. Đúng bằng 56 triệu 250 nghìn. Thì chứng tỏ là bây giờ là giá nó có lên các bạn nhé. Có lên, có nhích. Đấy. Giá những cái dòng này nó nhích. Con này mình đang dự đoán là bình quân nó rơi vào 7 tạ rưỡi. Đấy, một con trâu khá là dài, cổ lên. Cũng khá là to. Đấy, không biết là
Nói chung là người ta bán được 56 triệu thì các bạn, nếu mà các bạn nào dự đoán chuẩn thì các bạn chia ra giá thì biết giá hơi ngay. Đấy. Mình đang dự đoán con này rơi vào tầm 7 tạ rưỡi thì nó rơi vào tầm nhân với giá là 75 thì nó ra với giá là 56 triệu, đúng vừa tròn luôn các bạn. Đấy. Còn các bạn nếu mà các bạn theo ý kiến của các bạn thì các bạn tự đoán hơi và sau đó là các bạn nhân lên xem bán được 56 triệu chúng ta chia ra thì xem được bao nhiêu nhé. Đấy. Đấy, phiên chợ trâu các bạn, rất là đông ở khu vực này. Ôi con trâu kia thấp nhưng mà cành quàng nhỉ. Đây, con này vẫn chưa bán được nhỉ. Một con trâu form sừng đẹp. Một con trâu form sừng móc các bạn. Một con trâu form sừng móc. Thử xem này. 600 nhân với 75. Ui. Con này chắc là khoảng 6 tạ đấy các bạn. Được. 6 tạ mà người ta báo 45 triệu. Đấy, 45 triệu để mình thử nhân lên xem nào. Đấy, dự đoán con này khoảng 6 tạ các bạn. 600 nhân với là 75. Đang 45 triệu các bạn. Đấy. Chứng tỏ là giá bây giờ thì nó nhích lên. Nói chung là tin vui các bạn. Không biết là tin vui đối với nói chung là tin vui so với cho với người nuôi nuôi trâu. Đấy, con này là lúc sáng mình hỏi là anh ấy báo là 45 triệu. Và con này mình dự đoán là khoảng 6 tạ. 600 đấy. Nhân với 75 thì ra là 45 triệu. Ây da. Đấy, khu vực này rất là nhiều con trâu sừng sừng đẹp các bạn. Ở đây cũng có một con trâu dáng thấp này nhưng mà sừng của nó cũng to này. Wow. Đấy. Con trâu béo nhất chợ vẫn chưa. Nhìn quả mông ác nha. Quả mông rất là đầy đặn. Wow, tròn vo ạ. Tròn vo như quả bóng ấy. Con này người ta mua là chê là mỡ với nước các bạn. Nghĩa là nó không săn chắc. À, đây này người ta lại cho trâu giao lưu với nhau. Con
quá, họ xin khâu vân. Lễ hội Chợ Châu. Cái này lên lên kênh gì đấy anh? Tây Bắc, Tây Bắc. Tây Bắc à? Để lên đấy xem thả tim. Nhỏ mà hàng vết nhỉ. Cổ to u to à? Này cứng cổ. Kéo đi vào xe để đền ốm. Wow. Thả đi. Chợ phiên các bạn ơi, rất là đông. Đây là gần như kiểu cuối giờ rồi. Đấy, người ta cho trâu giao lưu với nhau. Ngang tài, ngang sức. Đấy, đâu cần trâu to nhỉ. Nhiều con khi trâu to nhìn phát là chạy luôn, chạy gió luôn. Ông cầm trâu mà ông cũng máu ghê nhỉ. Đấy, mình đang tò mò em này mà vẫn chưa chốt được các bạn, béo nhất chợ đây. Wow. Con này là người ta báo là 66 này. Đấy, chưa ai mua các bạn. Đấy, con này béo, béo quá. Người ta cũng như kiểu không thích mua. Đấy. Béo nhưng mà nó phải săn chắc các bạn. Đấy, coi như là con này béo cũng vàng là nó có kiểu mỡ. Đấy, mỡ nhiều. Hết rồi. Đấy. Hết trâu giao lưu với nhau rồi. Nói chung là video này thì mình cũng không quay về đi giá trâu nữa. Bởi vì là video buổi sáng mình đã quay chia sẻ cho mọi người hết rồi, ở live stream này. Rồi video lẻ mình đã quay hết rồi. Nên video này mình chủ yếu là đi vòng vòng để xem có cái gì mình ấy thôi. Bây giờ là chỉ trong vòng một tiếng nữa thôi các bạn. Một tiếng nữa là bắt đầu số lượng trâu vãn. Bởi vì là bây giờ nó cũng rơi vào tầm 11 giờ rồi. Nếu mà ai không bán được người ta sẽ mang về, cho lên xe và trở về. Còn
thử đi. Bài khôn còn to, bác ấy to hơn, bác gạ con mình thì nhỏ. Ôi, chúng ta sẽ ra vòng lối này xem còn nhiều nhá. Bò. Wow. Đấy, chợ đã vãn rồi cả nhà ơi. Đây là có người thu cá này sạch sẽ này. Thôi để đống này nó lại dãi hết ra rồi. Nó đi vào nó dãi hết ra. Cái này về trồng bí các bạn. Cực kỳ là tốt. Ngô bí rồi cho vào ruộng lúa. Ngựa. Thôi nghỉ thôi cả nhà ơi. Đấy, ở đây có ngựa vẫn chưa bán này. Nói chung là ngựa thì bán chậm. Trâu thì bán chạy hơn. Số lượng trâu bán được thì nhiều hơn. Ngựa thì bán chậm lắm. Đấy, mình quay toàn bộ khung cảnh xung quanh cho mọi người xem. Buổi sáng ngày hôm nay thì mình có live stream trực tiếp rồi. Đấy, các bác nào chưa vào xem để biết tình hình thì các bạn nhớ vào nhá. Và cái video đấy trực tiếp ngày 23 tháng 12. Đấy, các bác nào chưa vào video đấy thì các bác hãy vào video trực tiếp để quan sát
cho nó dễ, và có gì thì mình cũng có thông báo ở video đấy rồi. Đấy, các bạn nhớ vào video trực tiếp nhé. Và bây giờ thì có lẽ là video cũng... Cái mục đích hôm nay mình xem là người ta xem con trâu sừng to, sừng đẹp xem nó còn nhiều hay không. Đấy, cuối giờ thì mình thấy vẫn còn mấy con to. Và người ta thỉnh thoảng cho giao lưu với nhau, quay chia sẻ cho mọi người. Thôi, xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn mọi người vào video sau nhé.